chào tất cả mọi người, con tên là Trần Phương Thảo, học sinh lớp 6A3, thành viên trong nhóm làm video dự thi Thế Cô Trong Em. Xin chào tất cả mọi người, tên con là Châu Khánh Linh, học sinh lớp 6A3, thành viên trong nhóm tác giả xây dựng video dự thi Thầy Cô Trong Em. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đài Anh Thư, học sinh lớp 6A3, thành viên của nhóm tác giả xây dựng video dự thi Thầy Cô Trong Em. Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền. Mỗi khi nghe những câu hát này, con lại nhớ đến cô Khuyên, cô giáo chủ nhiệm lớp con, cũng là người dì dắt chúng con khi đang học với tại ngôi trường trung học cơ sở Đan Hải thân yêu. Nhớ ngày đầu tự trường, con nghe một số bạn nói cô Khuyên dạy môn toán rất nghiêm khắc. Lúc đó, con và các bạn trong lớp cảm thấy rất run và hồi hộp, nhưng trái lại với suy nghĩ đó, cô đến với chúng con thật dịu dàng, ân cần và gần gũi. Con vẫn nhớ như in dáng vẻ của cô khi bước vào lớp với giọng nói ấm áp. Xin chào các con, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là chủ nhiệm lớp 6A3 của chúng ta. Bây giờ, chúng mình cùng làm quen nhé. Buổi làm quen ban đầu thân thương ấy đã làm cho chúng con cảm thấy ấm lòng và đỡ xa lạ trong môi trường học tập hoàn toàn mới mẻ. Từ ngôi trường mới, thầy cô giáo mới và cả bạn học cũng mới so với những năm học ở cấp 1. Đối với con, mặc dù mới trải qua 2 tháng học tập, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với cô, chúng con cảm thấy cô rất ân cần chỉ bảo, thân thiện và gần gũi. Những hôm có phần bài học mới hoặc có những bài toán khó mà cả lớp không làm được, thì cô giải cặn kẽ từng phần một cho cả lớp hiểu. Cô còn đưa ra các bài tập có liên hệ với phần bài vừa học để các con vừa làm bài, vừa áp dụng để làm bài tập và để hiểu kỹ bài hơn. Con thấy cô Khuyên là một người hiền lành, tốt bụng và thân thiện. Chúng con rất là yêu cô Khuyên. Ngoài giờ học, cô luôn là một người bác sĩ tâm lý. Mọi tâm sự, tình cảm của các bạn trong lớp, cô hiểu hết. Những lời động viên của cô đã giúp chúng con thêm nhiều động lực để vượt qua được sự lo sợ của bản thân mỗi khi gặp bài toán khó. Tuy vậy, những lúc có bạn vi phạm nội quy, cô xử rất nghiêm khắc và công minh. Nhưng con thích nhất ở cô đó chính là nụ cười rất hiền lành, thân thiện. Nó đem lại cho chúng con cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng, bình yên, hạnh phúc. Ngoài việc học tập, những kiến thức thì hoạt động ngoại khóa của nhà trường là những kỷ niệm thật vui và khó quên. Còn nhớ, nhân dịp Tết Trung Thu vừa qua, cô tặng cho cả lớp mỗi bạn một món quà, đó là cuốn sổ tay nho nhỏ màu hồng xinh xắn. Cô nói, đây là cuốn sổ cô tặng để các con ghi nhớ phần bài tập về nhà và ghi chép những lời cô giáo dặn dò trên lớp để các con khỏi quên. Cả lớp ai cũng thích thú với món quà nhỏ đầy ý nghĩa này. Riêng đối với bản thân con và các bạn trong lớp, sẽ ghi chép những tình cảm yêu thương nhất dành cho cô vào cuốn sổ này để mang theo làm hành trang kỷ niệm trên chặng đường tri thức. Tôi cũng là phụ huynh rất là tin tưởng vào sự quan tâm, động viên, giúp đỡ và cũng là tình yêu thương của các thầy cô trường trung học cơ sở Nam Hải dành cho các con. Các con lớp 6A3 với đầu cấp với bước vào trường thì còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên là các con rất là tình cảm. Qua quá trình học ở trên lớp thì các con dần dần đã quen với nội quy của trường lớp và bước đầu đã đạt được những cái điểm số tốt cho cả quá trình học tập của mình. Và tôi cũng cảm thấy vui và yêu quý các con. Ngày tháng trôi qua, có ai đó nói rằng thời gian học tập còn rất mới, tại sao các con lại có tình cảm và yêu quý cô Khuyên đến thế? Chúng con có thể trả lời ngay rằng, đối với con và các bạn trong lớp, điều cảm nhận đầu tiên về cô Khuyên luôn nhẹ nhàng, yêu thương. Chúng con rất yêu quý cô ấy. Điều mà chúng con có thể làm ngay bây giờ là cố gắng học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng dìu dắt của những người thầy, người cô. Chúng con mong cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt trên sự nghiệp giảng dạy để các thế hệ sau được tiếp thu những lời nói, những bài học hay mà cô đã mang lại cho chúng con.